Đó là cái nói về cái minh và cái vô minh. Còn bây giờ thì cô Diệu Quang lại hỏi tiếp thầy: kính bạch thầy, tu tập như thế nào mà chánh tri kiến sanh khởi? Cái chánh tri kiến, bởi vì hồi nãy cái trí tuệ mà mình thấy biết cái này cái kia, nó các pháp thấy cái vật này vật kia, mình đều bị làm chấp. Bây giờ mình muốn được cái này nó không làm chấp, tức là cái trí tuệ mình nó không bị làm chấp cái vật gì hết, thấy đó mình phải biết cho rõ, mà làm sao cho cái trí tuệ mà chánh tri kiến đó nó sanh khởi, nó tiếp với cái pháp pháp á, các pháp khác, thì nó lại hiểu biết được các pháp đó, nó rõ ràng, và nó làm cho cái tâm cái người đó không dính mắc, không giận hờn, không phiền não. Cũng như bây giờ người đó chửi mình mà mình có là chánh tri kiến rồi thì tức là mình không có giận, mà mình chưa có chánh tri kiến mình mới tức. Người ta nói mình chó thì mình giận quá, nói họ nói vậy là mình phải chửi họ trâu mới được, chứ còn không chửi như vậy không được, cho nên mình đâm ra mình phiền não mình tức. Vậy mà ở đây cô Diệu Quang hỏi thầy: kính bạch thầy, tu tập như thế nào mà chánh tri kiến sanh khởi? Đáp: có hai duyên để tu tập. Muốn tu tập mà cái chánh tri kiến để sanh khởi, để khi người ta chửi mình không giận á, hoặc là có chuyện gì xảy ra cho mình không buồn á, để cho tâm mình được giải thoát á, thì ở đây thầy trả lời cho cô Diệu Quang á, thì có hai duyên để tu tập. Một là tiếng nói của người khác, tức là đối tượng đó các con, mình phải tu trong đối tượng đó. Hai là như lý tác ý, như lý là pháp hướng đó. Đó thì các con thấy rõ ràng, thầy cũng dạy các con phải tu trong đối tượng thì cái tâm của các con nó mới có, nó mới xả ra, nó mới ly dục ly ăn. Mà ở đây để làm gì? Ở đây cái mục đích ở đây để nó phát khởi chánh tri kiến, để khi người ta chửi mình không giận. Nếu mình tu mà không có đối tượng thì tới chừng đó người có đối tượng nó chửi mình thì mình giận. Mà bây giờ mình tu ở trong cái có đối tượng thì cái đối tượng nó hằng ngày nó làm cho mình phiền não giận hờn, thì bắt đầu mình từng tập cái như lý tác ý, tức là từng tập cái pháp hướng, từng tập cái pháp hướng nó thấm nhuần theo cái đối tượng. Bữa nay mình thấy mình còn giận nè, nhưng mà mai kia mốt nọ sau nay nó hết giận rồi, tức là mình biết rằng do hai cái pháp này mà chánh tri kiến mình nó phát sinh khởi rồi. Mà nó sinh khởi rồi thì tức là mình không còn giận nữa đó. Thì như vậy là rõ ràng là từ lâu tới giờ mình tu đúng pháp chứ không phải là sai pháp. Cái thứ nhất là tiếng nói của người khác, tức là đối tượng, tu tập trong đối tượng, tu tập ở trong động, nghĩa là trong cảnh động, chứ không có cảnh mà trốn tránh né để rồi ở trong thất mà ngồi tu, thì cái tâm ngàn đời nó cũng không có sanh khởi được cái tri kiến, cái chánh tri kiến này được. Thì như vậy là chúng ta đã tu đúng cách, là phải tu trong đối tượng, tu ở trong cảnh động, như lý tác ý, tức là pháp hướng tâm. Mà tu như vậy thì các con như các thầy thấy là cái tu tập như vậy gọi là tu tập chánh tri kiến để được tâm giải thoát, tệ giải thoát. Thì phải có sự hỗ trợ của năm chi. Nếu muốn được mà phát khởi như vậy thì mình phải tu hai cái duyên này, tức là đối tượng và như lý tác ý. Mà muốn mà để đạt được cái tri kiến giải thoát này hoàn toàn với cái tệ giải thoát á, thì tức là nó phải có sự hỗ trợ của những cái phần khác, chứ không phải là nội mình tu ở trong đối tượng rồi như lý tác ý mà nó thành tựu được đâu. Nó còn phải có những cái chi phần khác để hỗ trợ nó, để có năm cái chi phần để hỗ trợ nó, để cho nó thực hiện được cái chánh tri kiến giải thoát này. Bởi vì nó tri kiến mà còn lại tri kiến được tâm giải thoát rồi tệ giải thoát nữa, cho nên nó phải khi mà tu tập, nó không có nghĩa là tuy rằng nói rằng muốn khởi cái chánh tri kiến thì nó phải có hai duyên tu tập, thì đó là hai cái duyên trực tiếp. Còn những cái duyên khác, cái chi phần khác nó không trực tiếp, nhưng mà nó giúp cho hai cái duyên đó để cho cái người tu đạt được cái chánh tri kiến, giải thoát được cái tâm và cái tuệ giải thoát. Vậy thì năm cái chi này là cái gì? Năm cái chi này là cái chi thứ nhất. Thứ nhất là giới luật. Cái chi thứ hai là mình phải nghe người ta thuyết giảng. Như mà các con, các thầy mà nghe thầy thuyết giảng đó là nghe. Và cái chi thứ nhất thì nó là giới luật, tức là giới luật của Phật đưa ra là mình phải sống chỗ đúng, đừng có sống sai, đừng có sống phạm giới. Cái thứ hai là phải nghe cái lời giảng dạy, nghe cách này cái kia để cho mình hiểu, nó làm cho cái sự hiểu biết của mình nó đúng cái pháp, nó không có sai. Rồi nghe lời, nghe rồi để làm gì? Nghe rồi để thảo luận,
thảo luận như thế nào, các con nghe rồi cái chỗ đó không hiểu mới bàn tới bàn lui. Bàn tới bàn lui tức là các con hỏi những cái câu hỏi, đó là thảo luận đó các con. Như bây giờ các con nghe thầy giảng rồi, các con cái chỗ đó không hiểu, các con mới hỏi thầy đó. Thì hỏi thầy tức là các con sẽ thảo luận, phải không? Thầy sẽ trả lời cho các con, tức là thảo luận để mà cho ra cái pháp đó, để mà cho hiểu. Nhưng ở đây chúng ta mới thấy có ba cái điều kiện, còn hai điều kiện đó là gì? Điều kiện thứ tư đó, thì chúng ta phải chỉ. Chỉ tức là chúng ta tu ở trong cái tỉnh giác, làm sao cho cái tâm mình nó được tỉnh tỉnh mà nó không khởi một cái niệm gì, ít ra thì cũng phải một tiếng đồng hồ. Nó không có để cho nó định tĩnh được, nó định tĩnh nó mới phát sáng ra được cái chánh tri kiến của mình, nó mới thấy đúng được. Đó là chi thứ tư. Chi thứ năm là gì? Chi thứ năm là quán. Quán là nhiều khi mà được thầy giảng rồi, về mình mới suy tư, mình quán xét lại những cái lời nói của thầy coi đúng hay sai, suy nghĩ coi nó như thế nào, suy nghĩ để tìm ra những cái lý mà tự mình đã phát sáng ra để tìm. Thì các con thấy rõ ràng từ cái chỉ nó mới phát sáng ra được cái quán. Do đó thì có năm chi này để chúng ta thực hiện được cái, để hỗ trợ cho cái hai cái pháp tiếng nói đối tượng của người và như lý thắc ý, để cho hai cái duyên này nó thực hiện được cái chánh tri kiến sanh khởi. Từ đó trước mặt của chúng ta mọi vật nó đều đi qua thì chúng ta đều làm chủ, bởi vì chúng ta có chánh tri kiến sanh khởi rồi. Đó là cái mà chúng ta cần phải học và hiểu để chúng ta biết, để mà chúng ta rèn luyện mình trong những cái sự tu tập, chứ không đâu phải là chuyên môn nội cái tứ chánh cần không. Nhưng ở đây không phải là chúng ta ngoài cái tứ chánh cần thì chúng ta thấy như thế nào nè. Tiếng nói của người khác tức là chúng ta lấy đối tượng để tu ở trong những cái pháp của chúng ta đã học, từ chánh niệm tỉnh giác định nè, từ định hơi thở nè, từ định niệm hơi thở nè, cho đến định vô lậu nè. Thì tất cả những cái đó là chúng ta đã tu tập để mà đối với cái đối tượng của tiếng người khác. Rồi trong khi tu tập đó thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng dùng cái pháp hướng như lý thắc ý rồi, thì rõ ràng là có rồi. Vậy thì khi mà thực hiện cho đạt được cái này thì chúng ta phải có năm chi phần, phải lấy giới luật. Mà nếu mà chúng ta tu cái tứ chánh cần mà chúng ta không sống giới luật, không sống tiêu dục tri túc, thì chúng ta chắc chúng ta không bao giờ mà ngăn chặn các pháp được hết. Cho nên chúng ta phải sống đúng giới luật, lấy giới luật phòng hộ sáu căn, sống tiêu dục tri túc thì mới đúng. Thì thầy cũng sẽ trả lời sau này những cái câu hỏi mà nó cũng nhằm vào cái chỗ tu tập đó. Còn ở đây thầy chỉ giới thiệu để cho chúng ta biết rằng khi tu thì đừng nghĩ rằng bây giờ tu cái tiếng nói đối tượng của người khác như lý tắc ý thì tu đây là một pháp nữa sao? Không phải một pháp đâu. Nhìn ở trên tứ chánh cần thì chúng ta đã có ba cái lại định để tu ở trên đó rồi. Thì ba lại định trên đó thì tức là chúng ta sống ở trong cái hoàn cảnh có đối tượng để mà chúng ta ngăn các pháp ác. Mà ngăn các pháp ác thì đoạn dứt các pháp ác, thì do cái định nào thì như vậy là chúng ta đã như lý tác ý, nó đã đúng như vậy. Nhưng mà ở đây muốn nói rằng để cái chỗ đó nó sanh khởi được chánh tri kiến thì từ ở chỗ mà tu tứ chánh cần mà do ba định này thì nó sẽ sanh tứ, nó sẽ sanh chánh tri kiến, để thêm cái phần chúng ta hiểu rõ được cái đường lối của đạo Phật, chứ nó đâu phải đây là một cái pháp riêng. Nhiều khi các con các thầy nghe tới đây tưởng nó là cái pháp riêng nữa rồi thì chắc chắn là thầy dạy muôn đời các thầy cần rối thêm, chứ không bao giờ mà biết nó là cái chỗ nào hết. Đó là những cái hiểu lầm lạc mất đi. Cho nên nhiều khi nghe riết rồi cái rối đầu, không biết cái chỗ nào tu nữa hết. Trời ơi, bây giờ thầy dạy tiếng nói của người là phải tu nữa nè, như lý tắc ý là tu cái khác nữa nè. Trời ơi, có nhiều quá gì mà định niệm hơi thở, rồi định vô lậu, rồi định chánh niệm tỉnh giác, rồi nào là tứ niệm xứ trên thân quán thân, nó tùm lum đủ thứ hết. Trời ơi, bây giờ biết cái nào tu vậy? Rối ren ở trong đầu. Nhưng mà không phải nói là nói để cho hiểu. Hiểu để gồm lại chúng ta biết, chúng ta tu trong cái định đó nó có những cái đó, chứ không phải khác. Thì các con cũng như quý thầy thấy rõ ràng là khi chúng ta mà tu được những cái này để cho có cái chánh tri kiến thì giới luật nghe, tức là văn là nghe rồi thảo luận rồi chỉ quán, năm cái chi phần này chúng ta phải tu tập. Thì ở trong chánh niệm tỉnh định niệm hơi thở hay là chánh niệm tỉnh giác định đều là có chỉ trong đó hết rồi. Định vô lậu là có quán ở trong đó rồi. Cho nên tất cả những cái này bây giờ còn có cái là nghe rồi hỏi đó. Bây giờ hôm nay được nghe thầy giảng nè là nghe, rồi bây giờ hỏi thầy đó là thảo luận. Còn giới luật thì các con đã sống đúng rồi, thì như vậy là nó có thêm hai cái phần là nghe và thảo luận thôi. Từ hôm đó tới nay thì không có hỏi, cho nên nó không có sự thảo luận mà thôi.